trọng kính mời tới sinh nhật riêng của đại diện quý vị trong quý khách. Chúng ta hãy cùng nhanh chóng và cùng di chuyển vào phía bên trong khán phòng hạnh phúc ngày hôm nay. Một không gian không quá rộng, không quá chật, nhưng luôn sẵn rộng mở vòng tay, rộng mở tấm lòng để đón chào với những tình cảm và sự hiện diện của các bậc cao niên, sự hiện diện của toàn thể quý vị thân quý khách và các bạn nam nữ thanh niên. Chúng ta đã và cùng trở về trong ngày đại lễ vô quy của đôi tân lam tân gia nhân, và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy khẩn trương ổn định chỗ ngồi, và chương trình đại tiệc lễ vô quy của đôi tân lam tân gia nhân sẽ được diễn ra theo đúng giờ đẹp mà đôi bên gia đình đã lựa chọn, đó chính là giờ thanh long hoàng đạo, giờ đẹp nhất để cho đôi tranh tài ngày rất họ được cùng nhau sánh bước bên nhau và chính thức ra mắt toàn thể quan viên bốn họ. Chúng ta đã và đang có mặt hiện diện tại không gian tiệc lễ thành lễ vô quy của đôi tân lan tân gia nhân tại tư gia gia đình họ Nhật Thái trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi cùng với ekip thực hiện chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Tiến Thành xin được hân hạnh thay lời cho đôi bên gia đình, đối lời cho đôi tân lan tân gia nhân gửi tới sự hiện diện của toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tình yêu thì luôn luôn là một đề tài muôn thuở mà các cặp trai tài gái sắc ai ai cũng đều muốn chinh phục nó. Đỉnh cao nhất của tình yêu đó chính là hôn nhân. Và ngày hôm nay, trong tất cả mỗi chúng ta đã và đang có mặt hiện diện tái khẳng hồng hạnh phúc ngày hôm nay, đó chính là một món quà mà quý vị trao tặng cho cô dâu và chú dì, trao tặng cho đôi bên gia đình. Cùng với đó và những lời chúc phúc tốt đẹp nhất tới toàn thể quý vị để dành cho đôi bên gia đình và cô dâu, chú dì. Và với mong muốn một ngày hôm nay có sự có mặt của toàn thể quý vị khách quý sẽ đem đến tại khán phòng hạnh phúc ngày hôm nay những câu chúc hạnh phúc, những lời ngọt ngào thân thương nhất để dành cho đôi bên gia đình và đặc biệt hơn nữa dành cho cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị thân quý khách, có một câu nói của nhà triết gia đã từng nói rằng nếu bạn muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, còn nếu bạn muốn đi đường dài hãy nắm chặt tay nhau để đi cùng nhau. Và kính thưa toàn thể quý vị, trải qua một nửa chặng đường của hạnh phúc đó là cặp đôi tân lang tân gia nhân, họ đã cùng nhau gặp gỡ trao gửi những lời yêu thương để rồi tình yêu của họ đã trải qua một năm vun đắp, đã được đơm hoa và kết trái để ngày hôm nay đỉnh cao tình yêu của đôi trai tài gái sắc đã đạt tới, đó chính là hôn nhân. Và ngày hôm nay ngay lúc này tại không gian tiệc cưới của gia tộc họ Nhà Gái chúng tôi, khi mà đón nhận sự có mặt đầy đủ của toàn thể quý vị tân quý khách, sự hiện diện đầy đủ của các bậc cao niên và các bạn nam thanh nữ tú, và trước khi đến với buổi lễ vô quy của đôi tân lang tân gia nhân, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một trong những ca khúc đầu tiên để đem đến một không gian thật tuyệt vời, một không gian thật sống động trong ngày hạnh phúc của đôi tân lang tân gia nhân. Ca khúc được mang tên Tàu Về Quê Hương. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị thân quý khách chúng ta cùng thưởng thức. Không cách cho chồng mình, không cách cho cha mình.
và các bạn cần phải biết cách quý chúng ta cùng đến với một trong những ca khúc những giai điệu đẹp nhất về tình yêu đôi lứa, bài hát đầu về quê hương để đem đến một không gian ca ngợi sôi động trong ngày đàn nhạc thực thi của đôi đơn đang công gian nhân và khi không làm thể thì bị chân khô hết. Và ngay lúc này thì một lần nữa không để quý vị khách quý chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng cảm giác lại những câu chuyện xuyên tâm nhỏ nhỏ của mình tại những giấy bàn tiệc và cùng với chúng tôi hướng mắt về phía sân khấu. Và ngay lúc này cho phép chúng tôi được mời và đại diện cũng như hiện diện về phía sân khấu để có lời phát biểu đầu tiên, xin được trân trọng kính mời tới bác trưởng đoàn đại diện về phía dân tộc họ Nhà Chai. Mời bác Cảm Thiên Bác, xin mời hát hãy cùng di chuyển về phía sân khấu để có lời phát biểu, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho các cơ quan đoàn thể, kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác gần xa, bạn bè, thanh niên, nam nữ của hai nhà gái trai. Trải qua quá trình tìm hiểu giữa cháu Vi Dung và cháu Minh Huy, đã tìm hiểu, đã chín mùi, quyết tâm xây dựng hạnh phúc trăm năm. Được sự cho phép của ông Phú, bà Hà và ông Hợi, bà Được, cùng hai họ nội ngoại, hai nhà gái trai, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, cho nên họ Nhà Trai chúng tôi đã chọn ngày lành tháng tốt để thưa chuyện với họ nhà gái để đón cháu về làm lễ quy vu cho hai cháu trăm năm được hạnh phúc. Trước khi phát biểu, cho phép tôi xin chúc sức khỏe của toàn thể các vị đại biểu cùng hội hôn lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội hôn, thật là trăm năm chọn lấy một ngày, trăm năm chọn lấy một tháng, trong tháng chọn lấy một ngày, một ngày chọn lấy một giờ. Giờ đã đến giờ hoàng đạo. Cho phép thay mặt họ Nhà Trai chúng tôi có cơi trầu để trước hết bái yết gia tiên, thứ hai xin đón cháu được về làm dâu của gia đình nội tộc chúng tôi. Sau đây tôi xin mời bà Hà, bà Được, xin mời bà Được, bà Được, bà Được lên để trao cơ chầu cho bà Hà để bái yết gia tiên. Vâng ạ, và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, chúng ta vừa đến với lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện về phía tư gia gia tộc họ Nhà Trai. Và lời đầu tiên thì bác cũng không quên để tỏ lời cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể quý vị tân quý khách, sự hiện diện của các bậc cao niên, và xin được kính chúc tới toàn thể quý vị một năm mới Tân Sửu an khang và thịnh vượng. Toàn thể quý vị khách quý, và với lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện về phía tư gia gia tộc họ Nhà Trai, đó chính là ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt mà tư gia gia tộc họ Nhà Trai đã có sắm sửa, đó chính là cơi trầu lễ xin dơ trở sang, và cùng với gia tộc họ Nhà Gái mong muốn rằng được sự đồng ý từ phía tư gia gia tộc họ Nhà Gái, và xin phép đôi bên gia đình sẽ được trao và nhận để dâng lên bài yết đầu đường. Và ngay lúc này được mời và hiện diện về phía sân khấu để có lời phát biểu đáp từ, xin được trân trọng kính mời tới bác trưởng đoàn đại diện về phía gia tộc họ Nhà Gái. Xin được trân trọng kính mời. Alo. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các ông các bà, anh em cô dì chú bác của bốn họ và cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu, hôm nay được sự nhất trí của chính quyền và sự cao cả của hai gia đình và hai cháu, tôi thay mặt gia đình nhà chú Phú, gia đình cũng Nhà Trai có cơi dầu để xin lễ tân hôn cho hai cháu. Một lần nữa tôi xin mời tất cả trong hội hôn mời chầu mời nước hút thuốc để dự lễ thành hôn cho hai cháu. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả ban
tổ chức và toàn thể thanh niên có lời ca tiếng hát để cổ động cho cái ngày tân hôn cho các cháu được hạnh phúc. Đến đây tôi xin cảm ơn tất cả các cụ và chào tất cả hội hôn và toàn thể một sức khỏe dồi dào. Xin cảm ơn chị hết. Vâng ạ, đó chính là lời phát biểu đáp từ của bác trưởng đoàn đại diện về phía tư gia gia tộc họ nhà gái. Và bác cũng cảm ơn tôi thấy đoàn cao cả đến từ gia tộc họ nhà trai, cùng với đó là sự hiện diện của toàn thể quý vị tân quý khách đến từ đôi bên gia đình và các bậc cao niên. À, ngày hôm nay đã có sự kết hợp và đặc biệt hơn nữa là với một cái sinh lễ trang trọng, đó chính là lễ xin dâu mà tư gia gia tộc họ nhà trai đã chuẩn bị rất là chu đáo và xin phép được chấp nhận với cái lễ xin dâu này. Và ngay lúc này xin được trân trọng kính mời đó chính là hai người mẹ thân sinh ra cô dâu Vi Dung và người mẹ thân sinh ra chú rể Minh Huy sẽ cùng hiện diện về phía sân khấu để cùng thực hiện một cái nét đẹp văn hóa, đó chính là cùng trao và nhận lễ xin dâu. Xin được trân trọng kính mời một tràng pháo tay thật nồng nhiệt từ toàn thể quý vị ạ. Xin được cảm ơn quý vị khách quý và quý vị chúng ta đang chứng kiến đôi bên gia đình đã chính thức trao và nhận lễ xin dâu. Và lễ xin dâu ngay lúc này sẽ được tư gia gia tộc họ nhà gái sẽ cùng nâng và di chuyển vào phía bên trong nhà để dâng lên bái yết ra tiền. Và ngay lúc này thì xin được trân trọng kính mời tới chàng trai lịch lãm nhất, đẹp nhất, đó chính là chú rể Minh Huy sẽ cùng hai người mẹ thân sinh ra cô dâu và người mẹ thân sinh ra chú rể hãy cùng đứng lên và cùng thực hiện với một cái nét đẹp truyền thống văn hóa của quê hương Việt Nam, đó sẽ là đôi bên gia đình sẽ chính thức cùng trao cho nhau chiếc nón, đó chính là tượng trưng cho một mái ấm hạnh phúc của hai con. Xin được trân trọng kính mời. Hiện diện trên sân khấu đó chính là cặp đôi tân lang tân gia nhân, hai bông hoa đẹp nhất, lộng lẫy nhất, trang trọng nhất, cùng với đó là hai người mẹ thân sinh ra cô dâu và chú rể sẽ cùng thực hiện một cái nét đẹp văn hóa, sẽ chính thức cùng nhau trao một chiếc nón hạnh phúc để tượng trưng cho một mái ấm đôi bên gia đình sẽ cùng nhau chung tay vun đắp. Và xin được trân trọng kính mời tới tư gia đình họ nhà gái sẽ thắt nút một chiếc nút còn lại dang dở của chiếc nón để chấp sự hoàn thiện, đó chính là ngôi nhà hạnh phúc được sự chung tay vun đắp từ phía tư gia đôi bên gia đình để cô dâu và chú rể sẽ cùng nắm trọn tay nhau để đi hết cuối con đường của hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt từ toàn thể quý vị ạ. Vâng ạ, như vậy là nét đẹp truyền thống văn hóa đó đã được đôi bên gia đình trao và nhận một cái nét đẹp văn hóa trên quê hương Việt Nam chúng ta trên giải đất hình chữ S, được đôi bên gia đình trao và nhận trước sự chứng kiến hiện diện của toàn thể quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn đôi bên gia đình và xin được kính chúc cho cô dâu và chú rể hãy cùng nắm chặt tay nhau để đi hết cuối con đường của hạnh phúc. Xin được cảm ơn rất nhiều và kính thưa toàn thể quý vị tân quý khách, ngày hôm nay ngoài những món quà là sự hiện diện của toàn thể quý vị tân quý khách thì ngay tại sân khấu ngay lúc này sẽ được mời và hiện diện về phía sân khấu để cùng trao những món quà giá trị về tinh thần và vật chất để là hành trang đầu đời cho hai con sẽ vững vàng nắm tay nhau để cùng chèo lái con thuyền tới bến bờ hạnh phúc trọn đời thủy chung. Thì xin được trân trọng kính mời món quà đầu tiên, đó chính là món quà đến từ phụ thân phụ mẫu thân sinh ra cô dâu Vi Dung. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ sẽ cùng hiện diện về phía sân khấu để trao những món quà giá trị cho hai con. Xin được trân trọng kính mời. Thank you.
quý vị tân quý khách ngay lúc này đang hiện diện về phía sân khấu, đó chính là bố mẹ thân sinh ra cô dâu Vi Dung. Trải qua những năm tháng sinh thành và dưỡng dục lớn lên trong vòng tay ẩu ơ của cha mẹ, cùng với đó là sự dưỡng dục từ đôi bên dòng họ, ngày hôm nay để cùng chứng kiến các con lớn khôn và cùng nắm tay một chàng trai để xây dựng một cuộc sống mới, món quà giá trị này cha mẹ cũng đã chất chiêu cả một cuộc đời để cùng chứng kiến ngày hôm nay chính là thời khắc hạnh phúc nhất trao tặng cho các con. Thật đúng là con cha thì như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra, nước trong nguồn thì chảy ra mãi mãi, núi Thái Sơn thì vững chãi ngàn đời. Tiểu thức đẹp đó ngày hôm nay các con đã đón nhận từ chính cha mẹ thân yêu của mình, và một lần nữa đỡ lời cho hai con ngàn lần cảm ơn tới cha mẹ sinh thành và dưỡng dục. Chúc cha mẹ mãi mãi mạnh khỏe, một đời bình an. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, đó chính là món quà mà cô dâu chú rể đón nhận từ chính bố mẹ thân sinh ra cô dâu. Và ngay lúc này những món quà tiếp theo đó chính là món quà đến từ bà ngoại của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời bà ngoại sẽ mời và hiện diện về phía sân khấu để món quà sẽ được trao và tặng cho cô dâu, cùng với đó là những lời chúc phúc tốt đẹp nhất tới người cháu thân thương của mình. Xin được trân trọng kính mời bà ngoại ạ. Để quý vị tâm tình cách một chào mọi người thật nồng nhiệt, chúng ta để quý vị để dành cho bà ngoại ạ. Vâng ạ, quý vị chúng ta đang chứng kiến bà ngoại ngày hôm nay với một cái sức khỏe rất tốt, bà đã luôn luôn có ý thức để giữ gìn sức khỏe để cùng chứng kiến cái ngày hạnh phúc nhất của hai cháu của mình. Và món quà này bà cũng đã dành và chắc chiêu để trao tặng cho hai cháu, để một đời đó chính là chúc phúc hai cháu hãy sống bên nhau trọn đời hạnh phúc, trọn đời thủy chung. Đến lời cho hai cháu, xin được cảm ơn bà rất nhiều, chúc bà mãi mãi mạnh khỏe, một đời bình an. Và món quà tiếp theo xin được mời bà hiện diện về phía sân khấu, đó chính là những món quà đến từ người bác của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, trong tất cả mỗi chúng ta đang ngồi đây, ai sinh ra và lớn lên không mong muốn có được hạnh phúc, đó sự là kết tinh của sự yêu thương. Và kết tinh của sự yêu thương đấy ngày hôm nay cô dâu và chú rể đón nhận được chính từ những người thân yêu của mình bằng những món quà giá trị. Và món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời, món quà đến từ những người em của cô dâu, xin được trân trọng kính mời. Và một lần nữa thì xin được trân trọng kính mời món quà đến từ những người em thân thương của cô dâu. Những món quà giá trị này thật đúng là anh em thì như thể chân tay mà phát lành đùm bọc mở hay đỡ đần. Món quà giá trị này để thay cho lời chúc phúc tốt đẹp nhất để chúc anh chị hãy sống bên nhau trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa u tê. Và kính thưa toàn thể quý vị tân quý khách, đó chính là những món quà giá trị cô dâu và chú rể họ đã cùng nhau được đón nhận. Và ngay lúc này được mời và hiện diện về phía sân khấu, đó là những người thân thương trong gia đình, bố mẹ, ông bà cùng với các anh các chị em trong gia đình, hãy cùng hiện diện về phía sân khấu để lưu lại bức hình đẹp nhất, trang trọng nhất trước khi ra tập hỏi nhà trai sẽ chính thức xin phép được đón cô dâu xinh đẹp trở về với không gian tiệc lễ đại thành hôn của tư gia gia đình họ nhà trai. Và ngay lúc này được mời và hiện diện về phía sân khấu để có lời phát biểu và chính thức xin phép được đón cô dâu trong giờ thanh long hoàng đạo. Xin được trân trọng kính mời tới bác trưởng đoàn đại diện về phía gia tộc họ nhà trai. Một lần nữa mời bác Phạm Viên Bắc sẽ có lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, bạn bè, thanh niên, nam nữ, hai nhà, gái trai, đã đến giờ hoàng đạo. Xưa nay các cụ nói tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu đi hơn về kém, đến giờ đã là 12 giờ kém 10. Vậy thay mặt đoàn đại biểu của nhà trai, chúng tôi không biết nói gì hơn. Trước hết, cho phép chúng tôi ghi nhận sự đón tiếp nồng nhiệt của
họ nhà gái và có một buổi lễ đón đoàn nhà trai chúng tôi vô cùng tình cảm, xúc tích. Chúng tôi không biết nói gì hơn. Xin kính chúc toàn thể các vị đại biểu cùng các cụ ông, cụ bà, họ nội, họ ngoại, bạn bè, thanh niên, nam nữ, hai nhà gái trai có một sức khỏe dồi dào, có một tình thương nhân ái. Và đã đến giờ này, thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi xin phép họ nhà gái được đón cháu về tại gia đình nhà trai để làm lễ quy vu cho hai cháu. Thay mặt đoàn đại biểu, tôi xin trân trọng kính mời các vị đại biểu họ nhà gái cùng với đoàn nhà trai chúng tôi đưa cháu về nhà trai để lễ quy vu cho các cháu được đông đủ, vui tươi. Và các cụ ở nhà gái cũng đưa các cháu đến để thăm nơi ăn chốn ở, quê hương của một thành phố quê tại Hà Lam, Ngọc Lũ Hà Lam. Xin trân trọng kính mời và cảm ơn. Thật đúng là vòng tay nghe trong điểm thu không như giữa cánh chim hồng về tổ, làm bà Nguyệt xe dây tơ đỏ, xe chẳng lưu với bàn lân hoa. Giờ phút này là giờ đẹp nhất, giờ thanh lâm hoàng đạo. Xin được trân trọng kính mời gia tộc họ nhà trai chính thức xin phép đón cô dâu Vi Dung để cùng với chàng trai lịch lãm Minh Huy để cùng tiến dần ra với tôi.